Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiểu sử Jenny Tạ nàng lọ lem phố Wall gốc Việt. Jenny Tạ người được mệnh danh là nàng lọ lem phố Wall là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Cô được nể phục vì là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập hai công ty chứng khoán có tầm vóc quốc tế tại phố Wall. Từ con đường tới phố Wall, Jenny Tạ sinh năm 1972, bà rời quê hương khi mới 6 tuổi cùng anh trai và người mẹ đơn thân nghèo. Nước Mỹ trong mắt Jenny Tạ vào những tháng ngày đầu tiên là khu bán đồ cũ tại Salvation Army hay Thrifty, nơi mẹ cô thường dẫn các con đến mua sắm. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Ngay khi tốt nghiệp trung học, Jenny Tạ đã vạch rõ con đường tương lai của mình, trở thành một nhà kinh doanh. Tại Mỹ, ba mẹ con sống bằng tiền trợ cấp phúc lợi xã hội nên mọi nhu yếu phẩm đều là những thứ vô cùng xa xỉ. Cô bé Jenny khi ấy mới hơn 10 tuổi nhưng đã có suy nghĩ rất chín chắn, tự nhủ sẽ phấn đấu học tập chăm chỉ để có một công việc kiếm thật nhiều tiền giúp mẹ và anh trai. Có thể nói, khát vọng làm giàu của Jenny Tạ đã dần được hun đúc từ chính những ngày đầu tiên ấy. Khi lên đại học vì chỉ muốn học ngành nào đơn giản và có thể kiếm được tiền ngay nên Jenny Tạ đã quyết định theo học ngành hệ thống thông tin lúc đó đang là mốt. Thế nhưng, công việc đầu tiên của bà lại liên quan tới tài chính. Và phải đợi tới 18 năm sau, bà mới có cơ hội sử dụng khối kiến thức đã học tại trường đại học khi quyết định bước vào lĩnh vực truyền thông xã hội vào năm 2013. Ngay từ nhỏ, Jenny Tạ đã không được hưởng cuộc sống đầy đủ như bao người khác. Cũng chính vì thế, việc đến đất Mỹ đã cho bà một góc nhìn mới mẻ và khát vọng làm giàu luôn cháy bỏng. Ngay khi tốt nghiệp trung học, Jenny Tạ đã vạch rõ con đường tương lai của mình, trở thành một nhà kinh doanh, năm 21 tuổi. Với tấm bằng hệ thống thông tin và tài chính, Jenny Tạ được mời vào làm tại công ty chứng khoán Searson Lehman danh tiếng. Chứng kiến dòng tiền khổng lồ giao dịch tại phố Wall mỗi ngày, Jenny Tạ khao khát mở một công ty chứng khoán của riêng mình. Vì thế, bà đã học thêm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, trải nghiệm ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau. Và cuối cùng thành lập công ty của riêng mình vào năm 25 tuổi. Năm 25 tuổi, cô lập Vantic Investment nhưng nhanh chóng thua lỗ. Phải vay 100.000 đô la Mỹ của mẹ để vực dậy công ty. Công việc kinh doanh của Jenny Tạ xoay chiều chỉ sau 2 tháng. Đến năm 1999, cô đủ tiền trả cho mẹ cả gốc và lãi. Năm 2001, Jenny Tạ bán Vantic Investment, thu về khoản lời hàng triệu USD. 3 năm sau, cô tiếp tục điều hành chứng khoán Titan, chuyên về tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập và rồi lại bán công ty này với mức giá mà Jenny từng thừa nhận là không thể chối từ. Tổng số tài sản ở hai công ty của Jenny Tạ lúc này lên tới 250 triệu đô la Mỹ đến thế giới truyền thông xã hội. Sau khi rời nghiệp chứng khoán, năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt lớn của người phụ nữ nhiều hoài bão này khi bà quyết định dấn thân vào thị trường mạng xã hội bằng việc thành lập Skeki.com. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Công ty đầu tiên trên thế giới khai sinh ra khái niệm Social Networking, nói đơn giản, đây là một mạng xã hội giúp mọi người kết nối và tìm kiếm lợi nhuận. Ý tưởng táo bạo này đang được người sử dụng tại Mỹ hào hứng đón nhận. Skeki.com bao gồm hàng chục tính năng của những trang web nổi tiếng như Google, Facebook, Amazon, eBay, YouTube và kết nối chúng lại thành một nền tảng đa chiều. Chỉ cần một mật khẩu đăng nhập là người dùng có thể lập tức kết nối với hàng triệu người, triển khai việc mua bán, đồng thời chia sẻ hình ảnh hay video với cả thế giới. Hiện tại, Skeki.com là công ty được đánh giá có giá trị không dưới 1 tỷ đô la Mỹ khi được hỏi lý do vì sao lại bước chân vào thị trường vốn đang đầy rẫy những cái tên sừng sỏ. Jenny Tạ chia sẻ, trong sự bùng nổ của truyền thông xã hội hiện nay, tôi nhận thấy trong hàng tỷ đô doanh thu quảng cáo khổng lồ hàng năm, chưa có một kênh truyền thông xã hội nào thực sự quan tâm đến việc chia sẻ lợi nhuận cho người sử dụng trực tuyến. Đây là một thiếu sót quá lớn, vì vậy tôi đã sáng lập công ty Skeki.com để khởi động phong trào Social Networking giúp người dùng có những lợi tức riêng khi tham gia kênh truyền thông này. Sự ra đời của Skeki.com cũng hết sức tình cờ. Vào năm 2010, khi Facebook và Twitter đang dần phổ biến, Jenny Tạ quyết định mình phải là một phần của sự bùng nổ mạng truyền thông xã hội này. Suy nghĩ này lóe sáng khi bà đang tập thể dục tại nhà riêng ở Huntington Beach. Không muốn ý tưởng trong đầu trôi tuột đi, bà vội lấy một cành cây và vẽ kế hoạch kinh doanh lên nền cắt ẩm. Sau khi lên kế hoạch chi tiết,
Vì không có điện thoại và giấy bút để ghi lại ý tưởng, bà đành lấy một cây bút dạ và vẽ lại kế hoạch ngay trên nền vải của chiếc áo thun bà đang mặc. Sau đó, Jenny Tạ đã bán ngôi nhà ở Huntington Beach và dùng số tiền đó để chiêu mộ các lập trình viên giỏi nhằm mang ý tưởng của mình đi vào thực tế. Đến nay, trang mạng xã hội Skeki.com do bà sáng lập đang dần trở thành một cái tên quen thuộc và thu hút người dùng. Đặc biệt, dù đang là một triệu phú thành công trên đất Mỹ, Jenny Tạ vẫn luôn hãnh diện với nguồn gốc của mình. Bà chia sẻ, điều khiến bà thấy tự hào nhất là khi người ta nhắc đến bà như một phụ nữ gốc Việt. Skeki.com chính là một thế giới riêng. Bởi tôi là người Việt nên tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính của Skeki.com sau tiếng Anh. Ngoài ra, bà còn muốn phát triển mạng xã hội này tại chính quê hương Việt Nam để hỗ trợ mọi người cùng kiếm lợi nhuận. Có thể thấy rõ, Skeki.com dương buồm trong biển truyền thông xã hội vào thời điểm này đồng nghĩa với việc đương đầu với nhiều ông lớn gạo cội. Tuy vậy, Jenny Tạ rất vững tin bởi quãng thời gian 20 năm lăn lộn thương trường cùng sự thông minh. Chăm chỉ đã cho người phụ nữ gốc Việt này một bản lĩnh vượt trội với sự thông minh. Chăm chỉ và ý chí kiên cường, người phụ nữ gốc Việt này đã có một bản lĩnh vượt trội và đi lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Cô cũng dành lời khuyên Don Thinh, Just Do It đừng nghĩ suy mà hãy làm ngay đi cho những người trẻ có khát vọng làm giàu. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.